Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim truyện Chàng Cơ Bắp Ma Đồng Xúc. Các bạn có thấy tên béo này không? Hắn ta mệnh danh là ác quỷ vật tay. Với thân hình to béo hơn người bình thường, mỗi lần vật tay đều chơi thuốc kích thích. Trong mắt hắn lúc nào cũng muốn bẻ gãy tay đối thủ. Mỗi lần vật tay đều đập vỡ chai thủy tinh đổ bên dưới. Đã có vô số người phải bị hắn bẻ gãy cổ tay. Lần này hắn còn muốn bẻ gãy cổ tay chú Ma Đồng Xúc. Đúng là bố láo chưa từng thấy. Để xem chú Ma Đồng Xúc trừng trị thằng này như nào đây. Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé. Bạn từng thấy cánh tay nào mạnh mẽ như này chưa? Ngay cả xe mà anh ấy cũng có thể lật đổ được, thậm chí còn dọa cho đứa trẻ bên cạnh khóc thét lên. Oppa có cơ bắp cuồn cuộn này tên là bác sĩ Umin. Riêng về khoản vật tay, không thể nói là không ai địch nổi, mà phải nói là không ai là đối thủ của anh. Si Umin bị bỏ rơi từ nhỏ, thì được bố mẹ nuôi đón về Mỹ sinh sống. Dựa vào sức mạnh châu bò đầu thai của mình làm bảo vệ trong quán bar, ở nước Mỹ của những con người mạnh mẽ mà nói, vật tay là cái để chứng minh sức mạnh tốt nhất. Si Umin cực thích trò này, tham gia không ít cuộc thi, cũng có rất nhiều giải thưởng, mà cậu em đầu xám này là anh em chí cốt của Si Umin. Trong mắt chỉ có lợi ích, hắn cầu xin Si Umin giúp hắn chơi một lần ở chợ đen. Hắn không có một xu dính túi, nếu như thua thì sẽ làm công ở đây cả đời, nếu thắng thì anh sẽ lấy toàn bộ số tiền cược đêm nay. Cuộc chiến lập tức bắt đầu, người đàn ông có bộ râu quai nón này đứng ra ứng chiến, mới vào đối thủ đã dùng hết 10 phần công lực, nhưng chút sức này Si Umin chẳng thèm để ý, chỉ có nhiêu đây thôi sao? Si Umin lắc đầu chán nản, người đàn ông râu quai nón rồng cơ đít xiết cơ hông mà vẫn không ăn thua, xuống nào, nhanh xuống cho ông nào, nhưng mắc cũng méo quan tâm mấy trò mèo này, lúc này anh quai nón đã mệt lã mồ hôi nách rồi, Si Umin lắc đầu nói, thanh niên à cậu còn non và xanh lắm, Si Umin bắt đầu lắc nhẹ cổ tay, cơ bắp và cánh tay phút chốc đã nổi lên những đường gân guốc mạnh mẽ. Sau khi mèo vườn chuột một hồi thì Si Umin cũng kết thúc trận đấu, anh quai nón đau đớn hét ầm lên. Si Umin giành giải quán quân một cách vô cùng bá đạo, nếu như có người không phục mà khiêu khích anh thì không cần biết là lãnh đạo hay là ông chủ, cùng lắm là không làm công việc này nữa. Từ đó anh cũng bị xem là gian lận gạch tên khỏi cuộc thi, đành phải đến siêu thị làm bảo vệ gác thang máy. Một hôm, người bạn tốt Jinki thông báo Hàn Quốc sắp tổ chức cuộc thi vật tay quy mô lớn, chỉ cần vào chung kết thì có thể tham gia trận đấu mang tầm thế giới. Đây là cơ hội để anh ấy đổi đời. Cũng may là dưới sự giúp đỡ của người anh em tốt là Jinki, Si Umin đã về đến quê hương của mình. Lần này có hai việc phải làm, một việc là tham gia cuộc thi đấu vật tay, việc thứ hai là làm rõ thân phận của chính mình. Thì ra Si Umin đã bị bỏ rơi từ nhỏ, sau đó bố mẹ nuôi lại vì gặp tai nạn mà qua đời. Jinki dẫn anh béo đến ăn một bữa tiệc buffet thịnh soạn, chủ tiệc đi đến chào hỏi. Ông ta mặc dù không nhận ra bà con họ hàng xa này nhưng vẫn vui vẻ, e rằng đại bác bắn mấy ngày còn không tới nổi. Hóa ra đây là mánh khóe của thanh niên không làm mà muốn có ăn đây mà. Jinki còn dẫn anh béo đi thăm thú Hàn Quốc với người ta, sau đó chụp ảnh kỷ niệm, kết quả bị một đám người cho là vật may mắn, nhưng thực sự cũng dễ thương thật. Tối đến thì đi ba bài lắc múa cột, lập tức liền mắc bệnh nghề nghiệp, còn bị người đẹp tưởng là bảo vệ. Về đến khách sạn sơ sài, trên giường đặt một chiếc điện thoại, đây là quà của Jinki tặng anh, trên đó còn có địa chỉ mẹ ruột anh. Si Umin hận mẹ đã bỏ rơi mình năm đó, không muốn nghĩ nhiều, định xem phim một lát, không ngờ khách sạn rẻ tiền, giường cũng ổn phết chứ bộ, còn có chức năng tự dung, theo địa chỉ mà Jinki đã tìm được trước đó. Si Umin tới nơi mà mình vẫn còn có chút ký ức nào đó, nhưng lại bị hai bạn nhỏ này xem là quái vật. Người mẹ nghe xong thì cũng thấy có chút tò mò, kết quả mới nhìn qua cửa sổ, mau trốn đi, như kiểu là đến đòi nợ vậy. Mà bên này Jinki đi đến gặp nhà tài trợ cuộc thi là giám đốc Lee, ông ta là nhà tài trợ của các cuộc thi, muốn hợp tác với ông ta, nhưng anh đã quá xem thường hắn ta, bản thân bị treo lơ lửng trên giàn giáo. Jinki trình bày ra kế hoạch khốn nạn của mình, đó lợi dụng năng lực anh béo để kiếm thật nhiều tiền, nhưng kết quả trận đấu phải do ông ta sắp đặt. Buổi tối Jinki dẫn Ma Đồng Xúc đến chợ đen, nếu đã muốn tham gia cuộc thi, không chỉ cần có nhà tài trợ mà còn phải có chút danh tiếng. Giám đốc Lee vừa nhìn thấy đống cơ bắp trên người anh béo, thì gọi ngay bàn vật tay đến để cho Si Umin thể hiện. Người khiêu chiến đầu tiên là anh áo thun đen. Anh ta vừa mới ra tay đã bị Si Umin áp đảo khống chế, chưa đầy một phút đã bị phọt khỏi trận đấu. Đối thủ thứ hai là anh đầu chọc nhiều tóc này, tự xưng là Đông Phương bất bại của thủ đô Seoul, ban đầu còn tưởng là oai phong lắm chứ. Chưa đầy hai hơi thở đã bị anh béo lật ngược tình thế. Si Umin từ từ hạ cánh tay của đối thủ xuống, mặt của anh chọc lúc này đỏ hết cả rồi. Anh béo mới sử dụng có 3 phần công lực đã tiễn đối phương đi về, xem ra mọi người ở đây đã phục anh sát đất rồi. Giám đốc Lee khoe mẽ với đám bạn của mình, đây là một cái cây hái ra tiền của chúng ta đó. Nhà tài trợ còn phấn khích hét lớn khen anh làm rất tốt. Si Umin vừa nhìn đã biết được thằng cha này chả có ý tốt. Tối đó, nhà tài trợ sắp xếp cho anh béo một căn phòng tổng thống. Jinki bảo anh béo nên tận hưởng cái ghế massage này, nhưng bị Si Umin
Min từ chối, ba cái đồ quỷ này ai mà thèm nhìn tới. Jinki cũng chẳng bận tâm mà mãi mê đếm tiền, nhưng vừa quay người một lát anh đã nằm hả hê trên ghế. Jinki đang nằm đếm tiền thì nhận được tin nhắn, dặn dò anh rằng trận đầu tiên phải thắng, còn trận thứ hai phải thua. Giây tiếp theo anh béo đã nằm trên ghế ngủ như chết, vì để Seung Min đồng ý. Jinki liền cật lực khuyên bảo, trận đấu ngày mai chúng ta thắng hiệp 1, nhưng phải thua ở hiệp 2, nhất định phải nghe tôi nhé. Anh béo nghe xong chán như con rán, sau khi ăn xong 18 suất cơm canh, Seung Min cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, thêm một bát nữa đi. Có điều đối thủ lần này nhìn có chút cường hãn, nhưng anh cũng đâu phải mới thi vật tay lần đầu, nhiều lúc muốn chơi khô máu với thằng này ghê, mà nghĩ lại nó bự quá nên cũng hơi rén tí. Thôi kệ, dù sao thì anh cũng chỉ có cái mạng quèn này, mất gì phải sợ mấy thằng này chứ. Seung Min chỉ có mới dùng có chút sức lực, mà đối phương lúc này đã dặn muốn ẻ trong quần luôn rồi. Ủa alo, anh béo chưa có làm gì hết trơn luôn á, mà đã nhẹ nhàng thắng trận đầu tiên. Nhưng lúc nghỉ ngơi giữa trận đấu, giám đốc Lee đang bắt nạt một nữ khán giả, mà người này lại chính là cô em gái Sojin của anh. Seung Min liền nghĩ tên này cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì, nên đã làm trái lời hắn ta. Anh béo vừa mới ra trận đã tấn công tổng lực, đối thủ còn chưa kịp đánh giấm thì trận đấu đã kết thúc rồi. Jinki thấy thế thì đứng hình mất 5 giây, khiến cho giám đốc vô cùng tức giận. Mày bị điên rồi sao, không biết ai là chủ nhân của mày à? Anh béo đẩy chủ tịch qua một bên, nhìn em gái một cái rồi rời đi. Jinki đuổi theo sau lưng anh béo, muốn anh nhận lỗi với gã. Nhưng nam chính nói méo, Jinki cho rằng chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô gái kia. Anh ta đến hỏi quan hệ giữa cô ấy và Seung Min, nhưng Jinki lần này đúng là thảm rồi. Giám đốc Lee đã bị lỗ vốn nên chắc chắn sẽ không tha cho anh, nên đã đưa theo thuộc hạ cho Jinki một trận. May mà Seung Min cơ bắp cuồn cuộn kịp thời xuất hiện, vừa mới lên sàn đã dùng lực ở cổ tay. Tiếp theo chính là hai cú tát trời giáng, thế như bài sơn đảo hải khiến đám người ngã sắp mặt lờ. Tên này bố láo nên anh bóp mồm hắn. Một tên thừa nước đục thả câu đánh lén anh béo, mới nhìn thôi hắn đã muốn đái trong quần. Giám đốc Lee liền phái người đàn ông đeo kính lên đánh tiếp, vừa mới tiến lên đã cho Seung Min một cú đấm nhẹ nhàng. Tên này chắc cũng có chút khả năng đánh đấm, còn tháo kính ra rồi cho vào túi áo, nhìn ra dáng cao thủ phết, nhưng tốc độ và lực đánh rõ ràng là không đủ, trong phút chốc đã bị Seung Min khống chế rồi ép lên tường. Giám đốc Lee thấy thuộc hạ bị hạ gục, liền lấy người phụ nữ này để uy hiếp. Ngay giây phút hắn chuẩn bị dùng gậy đánh cô gái kia, nhưng lại bị Seung Min tóm gọn. Nếu như không phải cảnh sát tới đúng lúc thì giám đốc Lee sợ rằng mộ đã xanh cỏ rồi. Jinki và anh béo cũng bị bắt đến đồn cảnh sát, giám đốc Lee lo lót tiền nên được thả. Jinki liền cảm thấy bất mãn, anh xem chúng ta có giống xã hội đen không, đây đều là hiểu lầm thôi, thực ra chúng tôi là vận động viên môn vật tay, cảnh sát đương nhiên là không tin rồi, hôm nay nhất định phải phân cao thấp với mấy người mới được, tay của tên này không phải là dính chặt vào bàn rồi đấy chứ, dùng cả hai tay cũng không vật được. Seung Min chỉ đành dùng chút sức, cảnh sát đúng là phục rồi, nhưng vẫn không chịu thả người. Lúc này một người phụ nữ đưa hai đứa trẻ đi vào, thì ra người phụ nữ này tên là Sojin, là em gái cùng mẹ khác cha với Seung Min. Ông chú này chính là anh trai tôi, mẹ tôi không đủ sức nuôi dưỡng nên mới nhờ người khác nuôi hộ. Vừa nãy đánh nhau với côn đồ là vì tôi bị ức hiếp nên anh trai mới động thủ, có người nhà bảo lãnh nên anh cũng đã thuận lợi ra khỏi đồn cảnh sát. Cô nói rằng lúc Seung Min tìm đến nhà đã thu hút sự chú ý của cô, nhớ đến lời mẹ dặn trước khi mất, nên cô đã xác định được Seung Min chính là anh trai mình. Phòng tổng thống không thể về, nên chỉ đành về nhà của em gái sống. Trong nhà thật sự đã có một người đàn ông, cháu gái hỏi sao tay của chú to dữ vậy. Lúc này cháu trai muốn đi vệ sinh, nhưng cửa lại bị kẹt, anh béo lại thể hiện thì cánh cửa lìa khỏi tường luôn. Rồi vậy là sữa giữa trưa, này ở đây không được hút thuốc lá biết không? Ba thanh niên đang khiêu khích Sojin, đừng tưởng là tôi không đánh phụ nữ nhé. Seung Min tay đút túi quần chậm chậm bước đến, đã khiến ba thanh niên này sợ khiếp vía, không cần nói lời nào đã khiến chúng bỏ chạy tụt quần. Em gái nói mới gặp lần đầu, rồi từ từ sẽ quen thôi, người nói vô tình người nghe hữu ý. Anh béo hiểu nhầm lời nói ý muốn đuổi mình đi. Seung Min cầm lấy hành lý, trùng hợp hai tên cho vay nặng lãi đến tìm nhà, nhưng hai tên này không biết đến danh tiếng của anh, mà còn tỏ vẻ rất bố đời. Kết quả là giây tiếp theo hắn ta mới biết thế nào là lợi hại, còn dạy dỗ hai tên này vắt mũi chưa sạch mà còn muốn đến nhà người ta đòi tiền. Nếu không phải do hôm nay tay chân tôi không được tốt thì tôi đã đấm bay hai cậu đi rồi. Hai đứa trẻ cũng rất thích người cậu này, vậy thì người làm cậu đây cũng phải thể hiện chút chứ. Nhìn tài nấu ăn thì không tệ chút nào, nhưng mà món anh nấu ra lại rất dở. Seung Min chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ xuống quán, nhưng trong túi không có tiền, nên anh chỉ đành đưa hai đứa trẻ đi ăn buffet miễn phí. Bình thường đáng lẽ ra phụ huynh nên giục lũ trẻ là phải ăn thật nhanh để còn về, nhưng vận may lại đột nhiên đến với Seung Min một cách bất ngờ.
phần thưởng là một cái cốc uống nước, còn bảo anh nói vài lời chúc phúc, tự xưng là ông chú họ hàng xa của chủ tiệc, bố mẹ của cô bé đơ ra luôn, tất cả cùng cố gắng nhé. Cảm ơn, bộ dạng này xém chút dọa cho bọn trẻ muốn khóc luôn. Siumin lúc nào cũng ở đây khiến hai tay này cũng không cách nào đòi được nợ. Cho dù có cải trang như nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi cái nhìn của Siumin. Hình như chúng tôi bị lạc đường rồi. Một hôm Jinki bỗng mang đến một tin tốt. Có một cuộc thi vật tay tại bãi biển Busan vào cuối tuần này. Người tổ chức là người luôn đứng đầu trong các cuộc thi. Thành tích như vậy rốt cuộc phải lợi hại đến mức nào đây? Xoay cổ tay, móc rồi áp đảo đối thủ. Đơn giản như này bạn đã học được chưa? Chả có gì hay cả. Siumin nghe đến Busan thôi trong lòng liền có chút vướng mắc. Không lẽ đến đó vật tay với zombie à? Nhưng hai đứa trẻ sớm đã bị đồ ăn mua chuộc, lại còn liên tục làm nũng khiến Siumin cũng phải bất lực. Thế là một xe 5 người lại lần nữa đi đến Busan. Quả nhiên là người đứng đầu trong nhiều cuộc thi, bất luận là 30 tuổi hay đứa trẻ 13 tuổi. Cho dù là một cô gái cũng không hề thương hoa tiếc ngọc. Tại sao tay vật nổi tiếng như vậy lại chọn đối thủ toàn là mấy ông chú, bà cô và bọn trẻ con vậy nhỉ? Cuối cùng cũng đến lượt Siumin lên sàn. Cô cháu gái còn đưa cho chiếc cốc may mắn để cổ vũ cho anh. Không thể không nói là anh chàng này quả là có thực lực, nhưng vật đi vật lại, xoay đi xoay lại, biết đối phương là tay vật thắng nhiều trận liên tiếp, anh béo cũng không thể khách sáo nữa, bèn nghiêng người sang bên dốc toàn lực ra ứng chiến, tất cả gân guốc trên bắp tay nổi lên cuồn cuộn, lúc này kỹ thuật đứng trước mặt sức mạnh thật sự cuối cùng cũng đã bị đánh bại, sư phụ bị đánh bại cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đồ đệ, ở trước mặt bọn trẻ không ngừng gây sự chú ý, ai mà biết được anh chàng này lại nói ra tuổi của hai người bên cạnh, hai người này nhìn già thế thôi, nhưng thực ra mới 20 tuổi đấy, hả? Khoảng thời gian này mọi người đều rất vui vẻ khi ở bên nhau, khiến cho họ dựa dẫm, nương tựa vào nhau. Siumin ở bên ngoài sống một mình, cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Mà mục tiêu của cuộc vật tay hôm đó chính là nấc thang giúp Siumin chính thức tham gia cuộc thi vật tay lớn nhất Hàn Quốc. Cô em gái thỉnh thoảng cũng sẽ chơi vật tay với Siumin. Kể từ khi có đàn ông xuất hiện ở trong nhà, nhìn mọi thứ bắt đầu gọn gàng và ngăn nắp hẳn, ngay cả cánh cửa bị hư cũng khôi phục như mới. Biết cánh tay thằng bạn bị đau nhất, Jinki cẩn thận dẫn bạn thân đi châm cứu, chẳng hiểu sao lương y lại cứ châm lên đầu lên cổ. Kiểu này thì thôi bỏ đi mà làm người luôn. Một lần khi đang đi trên đường họ gặp phải một tên hổ báo cáo trồn, bộ dạng này của hắn thật sự quá là ngông cuồng, nhưng khi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác lại nhìn thấy bác sĩ Umin, dọa cho hắn sợ phát khiếp, không thấy bọn trẻ đang ngồi trên xe à? Bọn trẻ đang ngồi trên xe sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi, oppa này khoe khoang cơ bắp với cậu bé trên xe buýt, cậu bé mới đầu còn vui vẻ lêu lêu ông chú, nhưng một giây kế tiếp do dùng sức quá đà nên tay nắm xe bị đứt, cậu bé sợ quá khóc ầm lên, oppa giả vờ lắp tay cầm lại, nhưng dù gì cũng đứt rồi, mẹ cậu bé còn sợ huống gì là cậu nhóc, cảnh tượng vô cùng ngại ngùng. Về đến nhà đứa cháu hỏi sao có tay nắm xe trên người cậu vậy? Một hôm cháu trai nói cho anh một tin, nói là bà ngoại trước khi mất lúc nào cũng viết thư cho anh, gộp lại cũng đã thành nhật ký hàng ngày, mẹ không phải là nhẫn tâm muốn bỏ rơi con, ban đầu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Một ngày mẹ gặp được ba mẹ con Sojin, thấy họ cô đơn không nơi nương tựa, nên mẹ đã đón ba mẹ con họ về nhà, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Mẹ cũng từng nghĩ là sẽ đi tìm con, nhưng bây giờ mẹ sắp phải rời khỏi thế gian này vĩnh viễn rồi. Điều đáng tiếc là, mẹ không thể ở trước mặt con, nói rằng, con trai à, mẹ có lỗi với con, anh béo vô cùng thất vọng, em gái là giả, cháu cũng là giả, cuối tuần cả nhà đến nghĩa trang thăm mẹ. Trước di ảnh của mẹ, anh béo chất vấn em gái sao lại nói dối, cô hoàn toàn không phải em gái tôi, Sojin vội vàng giải thích, nhưng oppa không muốn nghe quay người rời đi, Jinki chạy đến ngăn lại, oppa trách móc Jinki chỉ biết lợi dụng mình kiếm tiền, khiến Jinki lập tức đứng hình tại chỗ, Sojin ấm ức khóc lớn. Siumin sau khi suy nghĩ một hồi giống như là được khai sáng, cho dù là cô em gái luôn giấu giếm và lừa gạt mình, hay là người anh em từ trước đến nay luôn lợi dụng mình để kiếm tiền. Trải qua vài ngày suy nghĩ, Siumin cuối cùng cũng mở lòng, quá khứ thì cứ để nó qua đi, không bằng trước khi cuộc thi vật tay diễn ra, biến sự tức giận thành động lực. Một chiếc xe hơi nặng vài tấn như này đang không ngừng rung lắc, bạn nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn này xem, chiếc xe cứ thế bị lực kéo của anh kéo thẳng xuống đất, cục tạ mấy chục kg này cũng không cần nói làm gì. Đối với Siumin mà nói cũng chỉ là đồ chơi trẻ con thôi, vì cuộc thi lần này, tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức mình, Jinki cũng không hề rảnh rỗi, anh đang ngồi thu thập các số liệu của tất cả đối thủ, ở trước của phòng thi đấu. Hai anh em cuối cùng cũng làm hòa, vì cuộc thi quan trọng này, và còn vì tình nghĩa anh em bao nhiêu năm nữa. Cuộc thi bắt đầu, các tuyển thủ lần lượt ra sân đấu, nhưng nhất định phải cẩn thận với người đàn ông này. Tên của anh ta là Quang Je, là một tù nhân vừa mới ra tù. Lúc ở trong tù, những người thi đấu với anh ta đều trở thành người tàn tật.
Sau khi ra tù, nhờ có sự trợ giúp của giám đốc Lee mà hắn ta ngày càng béo tốt ra nữa. Quang Ji-a nổi tiếng là chơi dơ, mỗi lần vật tay đều sẽ tiêm chất kích thích, lúc nào cũng muốn bẻ tay đối thủ làm đôi, thế nên hắn luôn phải vào tù gỡ lịch. Giải thưởng của trận đấu vật tay là 100 triệu won, quán quân và á quân sẽ lọt vào trận so tài cúp quốc tế. Phóng viên hỏi anh béo có lời nào nói với người thân không? Seung-min nói rằng tôi không có người thân. Em gái nghe được điều này rất buồn bã. Vòng loại bắt đầu, Seung-min đối đầu với anh áo xanh, anh ta nắm chặt cột trụ trên bàn cố kéo Seung-min xuống, nhưng dùng sức cỡ nào cũng không hạ nổi anh béo. Seung-min nhanh chóng đảo ngược tình thế hạ đo ván anh ta. Những ván tiếp theo, những kẻ có tiền đều đặt cược hết tài sản vào Quang Je. Nếu mà Seung-min thắng thì tiền cũng không cánh mà bay, thế nên lệnh cho giám đốc Lee giải quyết Seung-min. Giám đốc tìm gặp Jin-ki, ném cho anh 100 triệu won, chỉ cần Seung-min thua Quang Je thì sẽ cho thêm 100 triệu nữa. Quang Je dường như là mỗi giây mỗi hạ gục một đối thủ. Seung-min cũng dựa vào sức của mình thắng được không ít tuyển thủ. Anh chàng da đen răng trắng này ít nhiều cũng có thực lực, nhưng xui xẻo cho anh là đã gặp phải đối thủ như Seung-min. Anh béo cũng không dám xem thường thanh niên này chút nào, dồn tổng lực một phát hạ gục đối thủ này, nhưng thương thế cánh tay của anh cũng dần nặng hơn, không biết liệu có thể cầm cự vào chung kết hay không đây. Nhưng xui xẻo hơn là hai đồ đệ của người đứng đầu trong nhiều cuộc thi kia, cả hai đều bị làm cho bị thương không nhẹ. Do phải thi đấu liên tục khiến cho vết thương cũ của Seung-min tái phát, Jin-ki thì khuyên anh sau khi thắng được tên đứng đầu kia thì rút lui. Một phần là vì anh không muốn Seung-min sẽ bị thương do Quang Je, chín phần là anh đã nhận được một số tiền lớn từ giám đốc Lee, chỉ cần Seung-min thua trận thì sẽ chi thêm một khoản nữa. Jin-ki vốn dĩ cũng là con nhà giàu, nhưng vì bố anh bị đồng nghiệp hãm hại, nhà anh không chỉ bị phá sản mà còn nợ một khoản tiền lớn. Vì để có được số tiền này nên anh khuyên Seung-min hãy rút lui, nhưng Seung-min không muốn vậy, còn bảo Jin-ki trả lại tiền. Vì cuộc thi này rất quan trọng đối với Seung-min, đây không chỉ là chịu trách nhiệm cho sự nỗ lực của bản thân, mà còn là lời hứa đối với hai đứa trẻ. Vòng bán kết rất nhanh đã bắt đầu, Seung-min đối diện với anh chàng này. Cuộc thi đấu giữa hai người vô cùng đặc sắc, mới vừa bắt đầu sức của hai người quá mạnh khiến hai bàn tay tuột ra, cổ tay anh chuyển lên tiếng ken két của xương, trọng tài buộc dây đai cố định hai bàn tay. Seung-min dùng sức mạnh đè bẹp combo, còn combo dùng kỹ thuật chống lại Seung-min, không má nào chịu thua má nào, ngay cả dây buộc tay cũng bị xé rách. Chuyện này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc thi, nên chỉ có thể thay cái mới rồi bắt đầu lại. Combo đã nâng cấp kỹ thuật muốn hạ gục anh béo bằng một chiêu, cho dù anh có cố ra sức cỡ nào thì cánh tay của Seung-min vẫn không bị hạ gục. Nhưng tôi đã thắng cậu một lần cũng có thể thắng cậu lần thứ hai, không còn nghi ngờ gì nữa. Seung-min đã tiến vào vòng chung kết, nhìn Seung-min cho dù bị thương nhưng vẫn cố gắng thi đấu. Jin-ki cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cầu xin giám đốc đừng can thiệp vào trận đấu. Nhưng giám đốc Lee làm sao có thể dễ dàng để anh trả lại tiền. Lúc này Seung-min kịp thời đến giải vây. Giám đốc Min cao cao tại thượng quyết không nhượng bộ, nhưng dưới trận đòn của Seung-min thì cũng phải đồng ý thôi. Lúc này, một cuộc thi đấu đỉnh cao chuẩn bị bắt đầu. Một mặt do vết thương của Seung-min sẽ đem đến khá nhiều bất lợi, một mặt khác Seung-min không biết rằng đối thủ của mình lợi hại đến mức nào. Dưới lệnh bắt đầu của trọng tài, Quang Je vừa mới bắt đầu đã chơi không nổi, nên đã cố ý chơi dơ, nắm chặt ngón cái của Seung-min, khiến cho Seung-min vốn dĩ đã bị thương càng thêm khó chịu. Tay của hai người được buộc lại, cuộc thi lại tiếp tục. Nhưng do cổ tay bị thương đã khiến Seung-min không thể dùng sức, anh chỉ có thể cố gắng chống cự. Tên khốn này ra đòn thật mạnh nhưng không đánh gục Seung-min, cố gắng hơn nữa vẫn không ăn thua. Seung-min tận dụng cơ hội muốn đảo ngược tình thế, nhưng chuyện này còn khó hơn lên trời, góc cánh tay không mở ra được, sức mạnh cơ bắp không được phát huy. Lúc này Seung-min mồ hôi nhễ nhại, anh ấy chỉ có thể liều mạng chống lại. Khi anh sắp bị đánh bại thì Seo-jin từ trước đến nay không đến những nơi này, lại vội vàng chạy đến đây. Seung-min nhìn thấy em gái đang ở trong đám đông cầu nguyện cho mình. Trong phút chốc, Seung-min chợt nhớ lại nhiều ký ức tốt đẹp trước kia, tình thương của người nhà đã họp thành sức mạnh. Seung-min không ngừng gồng lên, cố gắng sử dụng hết sức, chắc da trong cơ thể không ngừng tăng lên, nhìn từng đường gân nổi lên trên cơ bắp tay, suýt chút nữa dọa chết đối thủ là Quang Je. Seung-min sử dụng chút sức lực cuối cùng, phẫn nộ hạ gục đối thủ, giành được thắng lợi cuối cùng. Ngay cả bình luận viên cũng cảm động đến rơi nước mắt. Seung-min đã trở thành quán quân toàn quốc. Khoảnh khắc này, anh ôm chặt lấy người nhà của mình. Tên Quang Je cuối cùng cũng nhận được cái kết thua trong nhục nhã. Còn bên này đám người cá cược nổi trận lôi đình, thua mất mấy tỷ won. Lần này giám đốc Lee thê thảm rồi. Anh béo giơ chiếc cúp vô địch lên. Lần này cũng được tham gia đấu trường quốc tế rồi. Đối diện với cánh báo chí, Seung-min cuối cùng cũng bày tỏ nỗi lòng mình. Mẹ ơi, con rất xin lỗi vì mình đã về trễ như vậy. Nhờ ơn của mẹ mà con đã cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Con yêu mẹ nhiều lắm. Không lâu sau, Seung-min chính thức đặt chân lên sàn đấu quốc tế. Lần này anh không còn chiến đấu một mình nữa, bởi sau lưng anh vẫn còn có gia đình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhìn thấy cảnh này tôi lại không nhịn được mà muốn nói một câu. Không ngừng cố gắng, không sợ đầu rơi máu chảy. Sự cố gắng của mỗi chúng ta sẽ mang đến sự đền đáp xứng đáng.
người sống trên đời không phải lúc nào cũng như ý. Quan trọng là ta biết tha thứ cho những người thân yêu. Tin tôi đi, hạnh phúc sẽ đến với bạn sớm thôi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura. Để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay, nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.